Hôm nay ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường thế giới. Ngày này năm nay có thông điệp là đánh bại ô nhiễm rác thải nhựa. Rác thải nhựa đặc biệt là túi ni lông vẫn chiếm tỷ lệ không nhỏ. Nếu như mà được phân loại để tái chế, rác thải nhựa sẽ vẫn là tài nguyên hữu ích chứ không phải là thảm họa của môi trường. Chính vậy mà hiện nay nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện những mô hình phân loại rác và tái chế có phần giảm bớt rác thải nhựa xả thẳng ra môi trường. Khu dân cư tự quản, bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa tại xã Xuân Dân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ngoài đường làng sạch đẹp, điểm đặc biệt ở khu dân cư này là nhà nào cũng có hai thùng phân loại rác và mỗi hộ dân được địa phương phát từng chở đi chợ như thế này. Nhân dân trên địa bàn thôn Đồng đã dùng làn nhựa để đi chợ, mua sắm, đồ ăn, rau và các thực phẩm khác dùng nhựa để đảm bảo hạn chế rác vô cơ. Quy định phân loại rác chưa đi vào cuộc sống, nhưng tại thị trấn Trần Cao, huyện Phục Cừ, tỉnh Hưng Yên vẫn tự đặt mục tiêu 100% hộ gia đình trong thị trấn phân loại rác hữu cơ, vô cơ, 100% hộ gia đình có các hố xử lý rác hữu cơ, giảm thiểu tối đa nhất lượng rác thải ra môi trường. Rau cỏ và các loại hoa quả mà bị không dùng được nữa thì chúng tôi sẽ cho vào một cái thùng xanh này Đấy, mỗi một lần cho vào thì ngày thứ hai là chúng tôi đã phải rắc phân hữu cơ rồi à, phân hủy rồi còn đây là hình ảnh thường ngày tại hợp tác xã Greenply Hà Long những chiếc bano áp phích được chế tác thành những chiếc túi đi chợ tiện dụng hay những tấm giải thừa từ những cửa hàng may được kết hợp may thành túi giải. xuất phát từ lối sống xanh chị Trần Thị Hương, giám đốc hợp tác xã Dreamline Hà Long, đã có ý tưởng thu gom lại những phế phẩm để tái chế thành những sản phẩm hữu dụng, vừa hồi sinh cho đồ vật, vừa giảm rác thải ra môi trường. Muốn những cái tấm bán bố này trở lên tuyệt vời hơn, nó quay lại vòng đời thứ hai có ích để cho các việc tiêu dùng, việc sử dụng trong cái đời sống thường ngày nó, nó, thay thế cái, cái sản phẩm mà tương tự từ những mô hình nhỏ sẽ góp sức vào cuộc chiến đánh bại ô nhiễm nhựa vì vậy mỗi người trong chúng ta hãy cùng nhau hành động giảm thiểu rác thải nhựa từ những việc làm nhỏ nhất cụ thể như hãy mang theo túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi đi mua sắm dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì không dùng vật dụng như đũa, muỗng, nĩa, chai, ly, hộp bằng nhựa dùng một lần. Không dùng đồ đựng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. Không dùng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. Hãy chung tay đánh bại ô nhiễm nhựa.